dặn băng ngắn với là mình đi băng chúng cho đỏ luôn rồi cô chúc này ba. Đó có trên đó nè. Bác TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Bữa nay mời cả nhà cùng xem Sevilla đánh 1-1 nha cả nhà. Giữa cô Trúc với anh Toàn nha cả nhà. Sevilla này 70 điểm đều cả nhà. Mình sẽ là người làm trọng tài cho hai đội hai người cả nhà. Cả nhà thấy bên đây là lại luôn cả nhà. Đây cô Trúc có mới sắm cái áo này cả nhà. Cả nhà thấy áo đẹp cho mình bù lên cái nhà. Áo mua nhiêu tiền cô Trúc? Cô có nói cho khán giả xem nghe được không? Dạ, cái áo này em mua tới là 20 ngàn tiền cả nhà ơi. Áo Sida gì? Áo gì áo Sida mới 20 ngàn. Cái áo này mua đặt ở Tâm Đông Quyện mua mới có đó. Rồi. Cho mình hỏi thăm cái gì cái bộ đồ của cô Trúc chút nha cả nhà. Cảm nghe. Rồi quánh tiếp đi cô Trúc. Hay dữ ta. Bộ, trời ơi ngộ vậy đó, tao mới cho cầu mới chắc à. bốn điểm đầu tiên cho cô Trúc cái nhầy. Cả nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt like nha cả nhà, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ là có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà cùng xem set video giữa cô Trúc với anh Toàn luôn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình. Có bên ba băng giày mấy anh Toàn. Anh mới vô đừng cho bá siết, anh phải siết bá đi là bá chảy luôn à. Bộ quánh tay đồ quánh dữ lắm. Bộ hết mạnh đi, anh mới ăn bá nói. Mình để mình tâm sự cái nhà giờ đợi cái nhà chắc cô Trúc mấy ngày nay thua quá cái nhà, giờ đổi phong thủy đổi cái áo này cho nó ăn cho lại mấy cái áo kia quá thua rồi. Mày bốn nữa là 8. Dạ. Sách này đánh 1-1 này là mình làm 3C nha cả nhà.
An hay xe đúp mới được giải thưởng, còn một điều thì vô set 3 vẫn được giải thưởng cả nhà, chứ một set không phải như đánh đôi cả nhà, đánh đôi là mỗi set mỗi giải thưởng. Điểm số bây giờ cô chúc 8 điểm nha cả nhà. Anh Toàn nãy giờ chưa có điểm cả nhà. Cho anh Toàn đang đi chưa tính nha. Bữa nay trời nắng đẹp cả nhà. Nên màn hình rất là đẹp luôn cả nhà. Hay hả anh Toàn? Ba điểm đầu tiên cho anh Toàn cái gì? Liệu bữa nay cô Trúc mặc áo mới này có thắng chặn không cả nhà? Cả nhà giờ đón thử có gì để lại bình luận cho mình nha. Thắng rồi chứ con có chuyện gì mà kỳ hết. Hay là bể nữa mời mặc áo khác nữa cả nhà. Qua đây giúp. Một nữa là chín. Được không anh Toàn ơi? Em nói được không anh Toàn ơi? Trời ơi, xui. Xui gì với nó lấy em mà nói xui là sao? Có ăn có thua được gì? Thua không? Thua không là bế luôn rồi. Hai. Mà cái nhà uống trà xanh với mình luôn cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa xem video vui vẻ bên gia đình và người thân nha cả nhà. Dạ có thật nhiều sức khỏe. Cả nhà thấy clip mình hay cho mình một like cả nhà. Đã có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho nhà xem. Mấy con? Hai con. Hai nữa 11. Ôi trời. Đi anh Toàn ơi. Để ba đi xa là theo báo nổi đâu. Để giếng anh Toàn ơi. Anh Toàn ơi bởi vậy nha. Một. Hai. Hai nữa 13. 13 3 cái nhà ơi. Cô Trúc đang ghép 10 điểm. Gì anh Toàn, chú quen bạn. Không. Không có, anh Toàn á, anh quýnh mà với tao là quýnh kỳ á. Chơi cho cái bàn cây nhà lá vườn cái nhà. Bây giờ quê mình nghe nha, có sao chơi gì cái nhà. Đúng rồi, giải trí dắt trưa này một hai ly trà đường vui dễ qua ngày cái nhà. Mình cũng được cái nhà yêu mến, mình cảm ơn cái nhà rất là nhiều luôn. Ủa, cái gì mà thấy tới thôi, có thiệt, có súng rồi mà ai ngờ được. Gì anh Toàn? Ê, không lẽ trúng cái gì bộ? Được à bố, ừ trời ơi chứ vậy không được à. Một nữa là 4. Một. Hai.
Rồi đá trúng luôn rồi. Hai. Không đá lọn. Không đá rồi nó lọn rồi. Chú quýnh mình một, cô chút làm có lý quá cả nhà. Ba. Đây phong độ chơi vậy cả nhà, mặc áo vô phong độ trở về hừng hực. Ba. Trời ơi, quýnh mình, tôi quýnh có khác lắm bộ ơi. Từ ngày mình làm liếm giờ mấy tháng trời cả nhà, bữa nay mới thấy một chút mặc áo này cả nhà. Ba. Đây mình cả nhà thấy cô chút mặc áo này đẹp, cả nhà cho mình một like nha cả nhà. Thằng Ngô mặc áo vô quánh dữ trời. Phải giữ mới được cho bộ. Thằng Ngô chưa bỏ à? Đường nào học? Chưa bỏ. Đúng rồi anh ơi. Thấy thằng Ngô năm trái mà nó hai trái bị gì cái nhà? Không, trời tao quánh hai người mà nó chuyện ngộ quá mấy bà. Chào. Chúng mấy cái đó là anh toàn khó sửa rồi. Thôi ôi vậy mà nó qua ngay. Chào. Ủa? Ui bắn mất hai con dậu rồi sao liệt luôn trời. 6-1. 6-19. Sếp đi ra này 70 điểm đồng nghe cả nhà. Ủa tới mình có sao lại rồi. Vô trời. Thì là gì nó qua rồi. Này cả nhà thấy mái tóc của anh Toàn lại không cả nhà? Anh nhổm cái gì anh Toàn? À vậy khó chịu gì? Mái tóc anh Toàn vậy cũng ngủ rồi. Bữa nay mà anh lên anh Toàn à, buộc lên cái vậy. Này cái gì cũng mới nha cả nhà, cô chúc mặc áo mới. Đếm lớn lên bộ. Anh Toàn cũng binh kêu tóc mới nữa vậy. Rồi, sát dữ lắm đó nghe bộ. Thấy không, tôi nói gì đó, tôi nhắc nhở bộ rồi. Qua xe cà lên. Mấy Toàn? 3 nữa 7. Dạ, 79. Không. Chúng giữ bị đỏ luôn. Đây là giờ ba đi ba quánh dữ cả nhà. Đúng được lắm à. Kết quả cuối cùng phải không? 4. Quá đẹp cả nhà. Muốn thua thì cũng từ từ mới thua chứ đâu phải muốn thua. Quay về mày bữa nay mặc áo mới quánh quá quánh này cả nhà. Đá lọn. Mẹ lọn. Trời ơi, 4 mù ơi. 4 cái 23. Ôi trái vậy tôi thấy thôi mẹ xuống nó là nó ngon quá mà sao nó lọn tôi. Vinh, trời ơi. Rồi. Thiếu nữa là tiền nữa là anh Toàn ơi. Ở nhà bộ. Về tới không bộ
gì vậy? Một một. Quá xấu quánh này. Quà tiền á. Nó vụt cho cây cơ. Một này 24 cái nhầy. Cái cơ gì rồi, xấu cơ gì lắm rồi cả nhà. Mình bắt luôn cả nhà. Chơi gì mà trọng tài mắc me dùm luôn tài. Chúng hạnh thần ơi. Ôi ôi, chơi gì sẽ cầm cái kiểu này nó la lóng lóng nó vụt cái cơ luôn. Vàng hai con dậu còn hơn cái dầu gà nó mọt. Ê, gì không đá rồi, ăn hay trừ anh nè, ê ê. Mấy rồi anh? Ừ, quấn điếm ra để anh ngậm ngậm hơn phun ra đóng à. Ừ, anh muốn vậy đó là vì anh có dầu gà nữa đó. Mấy ai? Năm điếm lên là trời cho cái nhà anh ta nghe trời. Ừ, ủi. Ủi. Ừ. Nghe đồ. Có gì bình Toàn ơi, cơ này đỡ nợ rồi. Cơ này đỡ nợ anh Toàn ơi. Bảy bảy. Tám. Thôi à, đừng có quýnh, đừng có trúng nữa, hại em à. 8 15. Một là 25. Ai chú nước hả anh Toàn hay vậy? Chơi nước anh Toàn. Chưa, chuyển quá chưa có vui đâu. Bán lên cho bộ, ừ vậy đó bộ. Mấy anh? 2 nó 17 đó anh, ở dưới á. Mười bảy 25 nghe nhà, cô chúc 25 điểm. Anh Toàn 17 điểm. Yếu à. Đó anh Toàn ơi, anh thấy em được với anh không? Ừ, cái đó rất nhiều anh thấy. Ừ, vậy đi. Khói kèo kèo, khói khói lại mới được. Anh tính ra là... Đây á. Một anh Toàn. Anh chạy xe anh không đội nón rồi người ta tha thứ cho anh hay gì anh? Một nó 18. Đây tới ngày mai cô chúc có đám cưới cả nhà. Rồi cả nhà muốn mình làm video ngắn về đi đám đó, cả nhà để lại bình luận cho mình nghe cả nhà. Tính
tới thằng bộ. Ừ, cô Trúc đi ba đi đám mà bữa nay sắm đồ soạn đồ quá im cái nhầy. Đi nè, đám cưới lớn luôn mà. Ôi ơi, dư tem luôn trời. Hai con Trúc. Hai bộ. Hai nó 27. Quá vô nè bộ. Ừ, vậy đó. Đúng rồi anh Thông á. Đồ quá quánh rồi cả nhà. Cả nhà muốn mình làm clip tay đôi nhiều quá, cái nhà để làm lượng cho mình luôn nha cả nhà. Thẳng luôn. Quá đẹp quá nha. Yeah. Đúng như anh Toàn là mình phải quýnh vậy mới được bộ. Ba. Ba bộ. Ba nữa 30. Trời ơi, trời. Đau lòng em trời. Hùng lại không? Ừ, không lại nữa. Rồi, luôn đó. Một bộ. Một nữa 31. Ồ, trái quýnh cam vậy để mấy ấy nó sụp dầu ai ngỡ lọt luôn nha. Lọt lại. Ôi. Ôi gì kéo ngon quá mà. Ôi gì ơi. Đá luôn. Trời ơi, đá gì mà muốn tạt kêu ông đi pháo ra. Ngay không bộ. Ê, được rồi. Ờ. Ôi ô. Sao mỏng gì kỳ vậy bà tám? Bộ. Bà tám ơi, mà sao mỏng vậy là tôi không mê lại à. Có quà có lại cô Trúc. Chứ mình cô Trúc cũng hẹo hơi hẹp cho anh Toàn. Trời ơi, tôi thấy chặt lắm cái bắt từ đó là tôi đi rồi. Năm. Sao chứ, sáu. Xin lỗi cả nhà. Điểm lộn, sáu điểm. Đẹp chứ. 6 đến 24. Đó. Đó là bộ. Trời ơi. Lên cái tay cho em tập. Trời ơi. Xăng này mắc lắm cô Trúc ơi. Nó lại mắc mà chạy xe không mà trời. Một bộ. Một đến 32. Ôi ô, con Bi là không có đường đặt luôn. Cái phê.
Đường này là tiêu với em đó nha anh Toàn. Màu anh mà sơn mỏng đó là cái gì tiêu anh hay anh Toàn. Cái đó đâu phải dễ quýnh anh. 2 đến 26. Trời ơi không có tay là tiêu luôn à. Thằng ngu quýnh rớm gom luôn. Cái quýnh thì gom mới được chứ mà. Một cái kia nó cũng đẹp chứ. Mỏ nó 33 cái nhầy. Mấy cái đó dễ quỳ hơn. Gì con? Được, được. Cái chuyện mà tiếp con là chuyện tầm thường đó. Ô, chặt cháy không có được chặt luôn trời. Đằng ơi. Gì với bằng áo lên đi con, rồi lên. Lên đem tiền lên nha. Đi nhớ lên tiền theo bằng cá từ giờ kìa. Thằng ngu đâu, giận nhớ vậy mà cho nó chết lết em trời. Bốn anh. Bốn, tội đang đi 4 điểm nha nha. Ôi, năm. Sáu. Sáu nữa là muốn bằng điểm rồi. Sáu nữa nhiêu rồi? 32. 32 hả? Vậy là mình cũng còn giữ điểm mà. 6 nữa 32. Trái không biết mình chặt luôn trời. Không biết mua rồi. Dính đít rồi. Trúng luôn rồi, có thể chạy mạnh là trúng luôn đó à. Nó thấy không, nó có thể chạy mạnh. Ôi trời ơi. Cho đá gì nó không có đường trúng á. Bọn nó 33 điều cái nhảy quá hấp dẫn cái nhảy. Trúng cái nữa bồ ơi. Quá hay. Ừ vậy đi bồ. Con giày mấy anh Toàn. Môi ra coi. Trời ơi, môi ra mà vậy cũng không ra nữa bộ. Chú nữa bộ. Quá đẹp cái nhạy, gom luôn cái nhạy. Nhạy thấy hay cho mình một lên cái nhạy. Quá đẹp luôn, rồi vừa rồi. Đủ tiền cái gom đó luôn. Bà có tay đâu mà lọt tay trời.
thì quýnh đỏ thì nó trúng đó, mà giờ nó không có cứu lòng tay à. Trời ơi, sợ phơ ra rút tay không kịp. Năm một ơi. Năm nữa 38. Đó phải tăng mạnh luôn được rồi, tán lẻ nó nằm lưng chừng khó quýnh đi anh. Mấy giờ có điểm nào? Nãy giờ luôn hả? Thế bị nãy giờ quánh chưa có điểm luôn. Ngọn mới để cho đó đó. Điểm số bây giờ có chút 38 nha nhà. Anh Toàn 33 điểm. Em còn gần hơn. Set Bia này 70 điểm đồng nha cả nhà. Ở ra chút cái bộ. Tụi bộ nhớ mà. Ủa hoài. Quá hay cái nhầy, gom luôn cái nhầy. Bây giờ quánh hai trái bi quá đẹp. Này cô chú đổi phong thủy cái áo là quá đẹp cả nhà. Áo này hên, mai mốt giặt là mặc cái áo này nữa nha cô chú. Áo này chắc hên này à. Áo mới. Chiếc áo. Chiếc áo của đơn luôn. Cô chú nói không gài bể quá cái nhầy, phải đổi phong thủy mới được. Đổi phong thủy mới được. Phải chô chứ bộ, không lẽ mình không có cơ chô bà. Quá đẹp. Bộ không nhớ không nhớ. Xích xe cái nhạy. Trên camera mình nhìn xuống nhiều khi cũng không có chính xác nữa nha. Mình ở ngoài mình thấy xích xe thôi. Trên em bị lè. Nào mày. Có sơ ghi lớn cả nhà ơi. Liệu sơ ghi này bao nhiêu điểm cả nhà? Trước mắt là 8 điểm cả nhà. 9. Mép ngoài ngon ha. Ồ, lấy mép ngoài đó làm sao mà nó hơi nhẹ nhẹ, nó thấy nó chơi trong. Có đẹp. Ừ. Để luôn bộ. Thôi vừa vừa vé lại. Ừ. Bữa nay trời nắng đẹp cả nhà ơi. Đấy như mình có nói cái đó gấp đầu cả nhà. Mà hình khá là ok luôn. Đá bằng quá. Mười một bộ. Ô bắn mà nó không có đường bắn nữa. 11 đến 49 cả nhà ơi. Sơ ghi 11 cả nhà. Ở ra chút rồi lấy cái xe mình giật kéo nó vô rồi. Rồi xác nó xác lấy không nổi. Bỏ là anh Toàn, xếp đi sơ ghi lớn là anh Toàn. Thank you.
Trời ơi, da ngon luôn. Bọn nó 34. Có sao? Gác 15 điểm rồi. Ủa đâu mà tụt luôn trời. Ủa trời. Do đó chúng phải là nó gom bà cố luôn đó chứ. Đâu mà tụt em miếng. Vậy đi bộ. Đó, gom đó anh Tòng ơi. Ủa cái đó nãy tụt ủ cái ghê luôn trời. Thì sao là được, anh quýnh mạnh quá mà vào gà nữa mà thôi chị. Trả lại. Không biết bên mà cũng bên nó trời. Em nói rồi anh không có biết Ben. Mấy anh. 5 đến 39. Trời ơi chạy ngay luôn rồi. Ê thôi thắng lại đều thắng lại bộ. Cô Lê chứ mừng. Mà... Một. Tán lại bộ. Trời ơi. Một. Cái này là gom luôn. Hai. Ôi sợ, sợ nó nổ. Hai bộ. Hai có 51. Trái nó sát cái quýnh mạnh cái sợ nó nổ cái nằm tốt dưới đây. Quá im rồi. Cái này cũng còn lỗ chưa có im mà. Nó còn lỗ chưa có im. Một đúng 40. Rồi cái này giờ câu luôn rồi con ơi. Ô giật lại miếng à. Sao? Ui nó gặt ghê vậy. Giật lại miếng. Còn kéo đế phê dữ rồi anh Toàn. Anh Toàn nãy chặt cái đó là mình thấy có dầu gà mờ mờ rồi. Thôi nha, được rồi, ừ, vậy nó cho lỡ lỡ vậy đó cho anh Toàn anh khó một chút. Em nói lỡ lỡ vậy chưa bỏ à? Út à, út. Út ơi. Út à. Đúng vậy ai được trời, ai chịu chấp nhận thế vậy vậy? Bốn này là 44. Đường đó ai mà cho ăn trời. Có đẹp.
Thuộc bài bội. 4451 gác 7 điểm. Ồ, lấy phơi hơi yếu tụt à. Ê, đừng đá bồ. Đá làm chi cho má nó kì. Đó, đánh vậy đó. Thôi còn anh muốn băng, muốn bọng rồi chứ. Chào lên chị chơi. Ừ. Cơ này đúng ngay cơ sân mỏng rồi mà cơ, chú ơi. 1-45. Chúng ngay cơ sân mỏng rồi. Đâu mở hồn mi mi. Thả gì vậy? Thả gì mà tía nó kéo cho đó lấy giống phê xong nó tụt tụt hoài kìa. Cho ra. Cho đâu ra. Cái này mới khó hơn quỷ vậy nè, vô ra. Các bạn thì 7 điểm hả? Đó, 6. Thôi đi, sổ nó gom luôn. Có đẹp. 1. Một nữa 52. Vậy mà nó cũng thuộc em luôn rồi. Ủa, em thấy anh đặt cái cơ anh kéo dữ lắm mà anh mòn sao rồi. Hay là phải ngày đó anh ơi, chứ lẽ chẳng gì. Em quýnh rồi em canh từ mm hết trơn à. Ừ. Đó, anh ngay cơ sân mỏng rồi ơi. Phải lộ. Ngay cơ sân mỏng. Biết nhiều cơ nữa anh đọc. Qua mà dạy em. Không có gì khó. Ồ, hồi ô quýnh tới đó là cũng còn tụt nữa trời. Đó vậy anh đâu. Trời ơi dư rồi bà Tám ơi. Ô anh quýnh anh chạy đạn em sao giờ này anh chạy đạn dữ. Chạy đạn hả? Toàn anh chạy hả? Chạy đạn em. Một thở ra một chút bồ ơi. Ba. Không con kéo về gác nó còn mình còn giờ trái kéo về ngay dậu nữa. Ba. Thử luôn rồi. Gác một đời. Bốn. Cho ra đó còn phải canh này ghét cho băng rử nó thiếu cái tiêu ạ. 4. Rồi.
đựng đá bồ. Bốn bồ. Bốn nó 56. Con này em dặn con 14 coi cho phá cái lịch coi. Đi bắn gì á? 1 thiếu rồi. Một bộ. Mấy? Một. 157. Hay quá trời. Ê. Nhẹ vậy thì sao mấy gì em còn? Về đó ai có giờ không rồi luôn? Mấy anh? Ai nó 47? Đó rồi. Trời ơi. Dắt 10 điểm anh toàn. 57 47 hả? Ừ. Mạnh vô, nhảy như vậy. Ừ. Quýnh đường đó thôi chứ quýnh đường nào đâu mà chiến luôn. Chứ giờ nó ngày mới mua áo đổ mình nghĩ lắm. Ngày thua quá trời, mấy bộ đồ kia, mấy cái áo khác kia. Ừ, quá trời, mấy áo khác nó nặng này. Xe. Ừ, vậy đó bộ cái áo gì mới được, áo phê thái gì mới được. Cái dòng quá nặng rồi mà bao nó nói thay đổi cái áo này mới được. Ví dụ gì mà bể hoài mà bao có muốn giết nó chịu không nổi mà. Dạ anh em không hả anh Tòn? Gì trời? Chúng em coi bộ. Quá đẹp hả nhầy? Ừ. Một chúng cái đầu mới được. Đứng luôn. Đi tới luôn, chẳng có giết nổi. Một bộ. Một nó 58. Một 12. Ở nhà bây giờ đón cái set này anh Toàn thắng hay cô Trúc thắng cái vậy? Để lại bình luận cho mình nghe cả nhà. Nhìn Toàn thua quá. Tôi mời cái gì? Tôi mời. Bữa nay quýnh người da mà đổi hai tóc còn tóc khác thì thấy thua mà mờ rồi. Thôi ra bộ. Chưa chắc an toàn, nghe an toàn cơ lớn đó. Quá đẹp. Muốn lớn thì từ từ lớn đó. Đâu phải mà sao ngộ vậy đó. Dung thay cà bộ. Ủa đâu băng nữa giờ không có dính. Không có dính giờ 1 bộ. 1 59. Bây giờ đâu băng thì qua cái nào cái nào nha. 11 cơ, 11 điểm không bộ? Ừ. Dư là bộ ơi, sao bộ kéo dữ bộ? Quá xì. Bộ thấy cái lỗ nó quá bự rồi, bộ sợ lò cái bộ quánh vậy đó. Trời ơi, sao thiếu hoài á? Rồi, chỗ nào lên Toàn ơi? Đó. Đó gì đó, sát vô đây hết đó rồi. Ông chú mẹ có thấy gì đó. Có một thằng sẽ thấy cái gì đó. Ta dạ kêu mấy cung hả?
liệu luôn. Bây giờ mình hả? Trời ơi, vậy toàn nó theo điểm mà 40-51. Phần trăm thắng bây giờ là 73 các nhà. 30% thắng nghiêng về anh Toàn. Cô chúc 70% nha. Rồi, xuống còn là 82 các nhà. Gà che chứ. Gà che chứ cửa dữ lắm. Ba. Ô đâu băng nữa rồi nè. Được không? Được không? Được không? Được như vậy. Dễ gì? Thằng ô. Rồi, xíu rồi 91 à. Năm. Đó là gì? 5 nữa còn có 5 rồi. 5 rồi 6. Mẹ còn đóng cơ 15 á, bây giờ cũng tôi không số. 15 là bạc nhóm là lại đi. Đổ rồi. 5 bộ. 5 nữa, 64. Còn 6. Anh Toàn còn 19. Từ quá anh Toàn ơi, sổ từ từ là xe này 5 năm luôn á. Bây giờ anh chặt mấy trái. Ôi cho nó sổ. Này. Nó trúng cái này thì anh còn đỡ nợ được đó anh Toàn ơi. Ba. Anh nhớ anh gỡ nợ đó anh Toàn ơi. Bốn. Năm. Bạn nhắm lại. Sao? Trời ơi. Thôi à, nhiêu nó đủ rồi à. Đặt cái này là em đủ tiền đó. Đủ rồi. 7. 7 nữa 58 rồi. Anh quýnh cơ này nữa thôi á, còn cơ sau là của em đủ luôn á. Bảy nữa 58. Không đá bộ ơi. Ôi trời ơi. Em mở
Hình vậy sao không trời trời má này khó quá. Tiếp tục tham dụ nữa thì bởi vậy tính gần này đá quá nhẹ mà không đá luôn. Nói vậy này đá bộ trong đá luôn hai nó quýnh đường này cho nó nhẹ đi đỡ đường kia đá 100% đỡ ra bộ ơi. Ba quá đẹp đó nha, ba là con ba. Trời ơi. Bốn. Dư rồi. Bốn bầu. Bốn nữa là 68. Ồ, thấy nó chạy về rồi nè, sao chạy chạy hơi lết qua ngay trời. Hay không? Rồi nào luôn. Thấy thế rồi. Ừ, rồi, hay thế. Ờ, tha lên nữa kìa. Tha mới được bộ chứ, cái này một còn một cái nhỉ. Hai. Hai. Chân chân mà đai chân hình đến đây rồi hết. Tay toàn chúng toàn nhiều sức khỏe nha. Đủ chưa? Đủ rồi bộ. Dạ cái tên toàn. Dạ đi. Yeah. Này cô chú quá hay chúng mày bữa nay đổi cô chú đổi một thấy cáo rồi quá ơi này. Này bữa nay hên quá cả nhà ơi. Sức này cô chú thắng rồi cả nhà. Tiếp. Thì bây giờ cho mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà cho lúc sau. Bye bye.